Xin kính chào quý đồng nghiệp, các em sinh viên và tất cả mọi người đang quan tâm. Thì rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người trong một buổi sáng gần như là cuối tuần như hôm nay. Thì như chúng ta đều biết, chưa đầy 3 tháng rưỡi sau khi chúng tôi hoàn thành chương trình đào tạo online của bệnh viện Đại học Y Dược vào tháng 4 năm 2020 thì tất cả mọi người chúng ta đều hy vọng là dịch đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên điều không may là dịch Covid-19 đã quay trở lại và có thể nó xuất hiện trên diện rộng hơn và gây nhiều lo lắng hơn. À, như chúng tôi cũng thường nói là chúng ta luôn luôn hy vọng vào một điều tốt đẹp nhất nhưng mà vẫn phải sẵn sàng chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất xảy ra. Chúng ta hy vọng vào cái điều tốt đẹp nhất là gì? Với sự nỗ lực của miền Trung ruột thịt và sự chi viện của hai đầu đất nước thì chúng ta có thể dập dịch trong một thời gian à, ngắn nhất. Tuy nhiên chúng ta vẫn không biết được điều gì sẽ xảy ra chính vì vậy mà chúng ta vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho một cái kịch bản xấu hơn à, chính vì lý do đó mà hôm nay bệnh viện đại học y dược đã nhanh chóng à, thiết lập một cái chương trình đào tạo online với mục đích là trang bị những kiến thức rất là cơ bản về những điều trị ban đầu à, với mục đích nhằm giúp cho các bác sĩ tuyến đầu những bác sĩ đa khoa chưa À, có kinh nghiệm trong à, hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng. À, để làm gì? Nếu như mà dịch nó lan rộng ra cái nền y tế của chúng ta bị quá tải thì lực lượng dự bị đó có thể sẽ được xung vào trong à, cái điều trị này. Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cái bài cơ bản nhất, đó là cài đặt ban đầu các thông số máy thở cơ bản cho người bệnh và sau đó chúng tôi sẽ có khoảng 5 đến 10 bài khác. À, tùy theo cái nhu cầu của à, quý đồng nghiệp, các em sinh viên cũng như là cộng đồng à, rất là hy vọng có sự đồng hành của à, tất cả mọi người chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ không phải đưa đồ dự bị vào trong à, chiến tuyến tuy nhiên à, bao giờ thì cái sự chuẩn bị nó vẫn tốt hơn là chúng ta à, không có gì không có chuẩn bị gì à, xin mời bác sĩ Phan Vũ Anh Minh một bác sĩ trẻ nhưng mà rất là nhiều kinh nghiệm của khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đại học Y Dược sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay với bài cài đặt ban đầu các thông số thở máy cơ bản cho người bệnh COVID-19. Xin mời bác sĩ Minh. Và hôm nay tôi là bác sĩ Phan Vũ Minh khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đại học Y Dược tôi rất là hân hạnh và vinh dự được mở đầu cho chuỗi đào tạo online của bệnh viện Đại học Y Dược nhằm chuẩn bị thật là kỹ càng cho cái đợt dịch đang bùng phát trở lại COVID-19 thì để bắt đầu nội dung bài hôm nay của tôi là cài đặt ban đầu các thông số thở máy cơ bản cho người bệnh covid 19 thì nội, lướt qua nội dung thì bao gồm thứ nhất phần tổng quan thứ hai và cũng là phần tập trung chính nhất của bài này là cài đặt các thông số thở máy xâm lấn ngoài ra tôi cũng xin nói thêm một số ý về cài đặt các thông số thở máy khi chúng ta cai máy thở cho người bệnh và cuối cùng là cài đặt các thông số thở máy không xâm lấn đây là cái bức tranh tổng quát về diễn tiến bệnh của một bệnh nhân COVID-19. Chúng ta cũng thấy được thường thường trong tuần đầu diễn tiến của bệnh nhân tương đối không đến nỗi nào nhưng thông thường bắt đầu từ tuần thứ hai trở đi. những có một số bệnh nhân sẽ tiến triển nặng và khi đó bệnh nhân thường thường sẽ gặp trong bệnh cảnh suy hô hấp và không thể làm chủ nhịp thở, cần phải được chúng ta hỗ trợ về mặt hô hấp. Khởi đi có thể là những cái biện pháp như là oxy cao áp hoặc là thở nếp, thở máy không xâm lấn nặng nề hơn nhiều khi đôi lúc bệnh nhân sẽ cần phải được hỗ trợ thở máy xâm lấn vậy thì khi nào bệnh nhân cần được thở máy xâm lấn chúng ta cũng biết rằng là à, bệnh nhân covid 19 với cái thể mà siêu hấp nặng bệnh cảnh rất là giống với cái hội chứng siêu hấp cấp tiến triển ARDS và theo định nghĩa Berlin năm 2011 ARDS là tình trạng siêu hấp khởi phát hoặc diễn tiến nặng hơn trong vòng một tuần không phải do suy tim hay quá tải tuần hoàng kèm thâm nhiễm lan tỏa hai bên phổi trên phim x quang ngực thẳng và quan trọng nhất là bệnh nhân có một cái tình trạng giảm oxy máu từ mức độ nhẹ có nghĩa là chỉ số pao 2 trên FiO2 từ 200 đến 300 mm thủy ngân dù đã có sử dụng CPAP hoặc là PIP với mức lớn bằng 5 cm nước với mức giảm oxy máu trung bình là pao 2 trên FiO2 từ 100 đến 200 mm thủy ngân với mức PIP trên 5 cm nước lát nữa phần sau tôi sẽ giải thích kỹ hơn PIP là gì. Và cuối cùng là mức độ giảm oxy máu nặng với PAO2 trên FPO2 nhỏ hoặc bằng 100mm thủy ngân với mức hỗ trợ PIP lớn hoặc bằng 5cm nước. Như vậy, tất cả những bệnh nhân AIDS thông thường mức độ trung bình nặng, rất nhiều khả năng bệnh nhân không thể thở tự thở được. Bệnh nhân cần chúng ta hỗ trợ và cái công cụ vũ khí mạnh nhất để hỗ trợ cho các bệnh nhân này chính là sử dụng máy thở. Vậy máy thở có thể hỗ trợ được gì cho người bệnh? Thứ nhất, máy thở có thể giúp cung cấp cái lượng oxy nhiều hơn, giúp tăng cái phân suất oxy trong khí hít vào để hỗ trợ cho người bệnh đang bị suy hấp giảm oxy máu. Thứ hai, chúng ta có thể sử dụng máy thở để cài đặt một cái thông khí áp lực dương. Cái việc này giúp làm giảm được công hấp của bệnh nhân. Có nghĩa là thay vì người bệnh phải gắng sức để hít vào vì người bệnh đang rất là thiếu oxy thì máy thở sẽ hỗ trợ bằng cách bơm khí vào và từ đó giúp cho người bệnh có thể được nghỉ ngơi, giảm cái công hô hấp. Thứ ba là máy thở cung cấp một cái áp lực dương cuối thì thở ra chính là cái pip. Nó giúp mở các phế nang ngăn ngừa các phế nang bị xẹp và từ đó làm giảm thiểu tổn thương phế nang, tăng trao đổi khí, hỗ trợ cho người bệnh. Quay một chút xíu về cơ học hô hấp. Chúng ta cũng biết rằng là các cái lực mà do cơ hấp tạo ra, mục đích là nó giúp cân bằng với hai cái lực thứ nhất là đưa khí qua khỏi được cái đường thở, trong đó là thắng được cái sức cản của đường thở và thứ hai là chúng ta đưa khí vào trong cái phế nang, có nghĩa phải cần thêm một cái lực để thắng cái độ đàn hồi giãn năng của cái phế nang này. Và nhưng mà cái phương phương trình động học của hệ hô hấp này thì đã được một tác giả là Human poor viết lại một cách rất là đơn giản và dễ hiểu ông ví cái hệ hô hấp chúng ta như là một cái hệ thống dòng điện chúng ta cũng đã biết rằng theo định luật Ôm hiệu điện thế sẽ bằng cường độ dòng điện nhân với điện trở à, như vậy thì cái hệ hô hấp chúng ta cái sức cản của toàn bộ đường thở này nó sẽ giống như cái kháng trở của mạch điện cái cường độ dòng điện chính là lưu lượng khí được đi vào và cái hiệu điện thế chính là cái chênh lệch giữa áp suất đường thở gần và áp suất phế năng như vậy, lưu lượng khí được đi vào nó sẽ phụ thuộc vào cái chênh lệch giữa áp suất đường thở gần và áp suất phế nang chia cho cái kháng trở của toàn bộ đường thở. À, từ cái khái niệm đơn giản này thì chúng ta sẽ rất là dễ phân biệt giữa hai cái kiểu thở của người bệnh. Thứ nhất là khi người bệnh thở tự nhiên, khi người bệnh thực hiện một cái động tác hít vào, áp lực trong lồng ngực lúc này sẽ âm tức là áp lực trong phế nang nó cũng sẽ giảm xuống và chính cái áp lực trong phế nang giảm xuống làm tăng cái chênh lệch áp suất giữa đường thở gần và áp suất trong phế nang dẫn đến là có một cái lưu lượng khí đi vào nó sẽ rất là khác khi chúng ta cài đặt cho bệnh nhân là thở máy vì khi thở máy thông khí cơ học thì ở thì hít vào người bệnh không có phải sử dụng các cơ hấp để mà tạo cái áp lực âm trong lồng ngực mà chính máy thở sẽ tạo ra một cái áp lực đường thở gần cao từ đó đẩy khí vào trong cái vào trong phổi vào trong cái đường hô hấp của mình à, thứ nhất là phân biệt giữa cái chuyện mình thở tự nhiên và thở máy thứ hai khi mình đã nói bệnh nhân được thở máy chúng ta cần quan tâm đến một số cái biến số giai đoạn của một nhịp thở điều này rất quan trọng vì đây chính là cái yếu tố chính giúp mình phân biệt giữa các cái kiểu thở khác nhau khi mà mình cài đặt trên máy thở. Thứ nhất là biến số kích hoạt tức là trigger. Trigger biến số này giúp ta xác định được khi nào thì bệnh nhân bắt đầu thì hít vào. Hay nói cách khác là xác định khi nào mình bắt đầu cho máy nó biết được cái thì hít vào cho người bệnh. Thứ hai là biến số mục tiêu target. Đó là cách thức lưu lượng khí được đưa vào phế nang trong cái thì hít vào và cuối cùng là biến số về chu kỳ hay là cycle tức là biến số xác định khi nào thì mình kết thúc thì hít vào để chuyển sang thì thở ra bởi vậy thì khi kết thúc một cái chu kỳ nhịp thở đây chúng ta sẽ có yếu tố trigger target đưa khí vào sau đó cycle kết thúc thì hít vào bắt đầu thì thở ra và dựa trên cái thông số cài đặt của một cái nhịp thở thì tự động tới nhịp thở tiếp theo sẽ tiếp tục có một cái trigger để bắt đầu nhịp thở mới đó là những cái khái niệm cơ bản về thông khí cơ học à, như vậy hiện nay đối với điều trị các bệnh nhân covid 19 có siêu hấp giảm oxy máu thì rất là nhiều cái phát đồ điều trị đã được công bố trên toàn thế giới thì dựa trên hai cái phát đồ mà có cái độ tin cậy khá cao là phát đồ của tổ chức y tế thế giới và phát đồ của hội sức của hoa kỳ thì đều khuyến cáo chúng ta rằng là với những bệnh nhân mà bị suy hấp giảm oxy máu nặng cần phải được hỗ trợ thở máy hỗ trợ thông khí cơ học thì cái chế độ thở cần được ưu tiên sử dụng đó là cái chế độ thở kiểm soát thể tích volume control and ventilation chính vì vậy cái bài ngày hôm nay vì nó dành cho các đối tượng bác sĩ không phải chuyên ngành hồi sức gần như họ chưa có một cái khái niệm vào về máy thở nên tôi xin đơn giản bằng cách chỉ tập trung nói về một chế độ thở kiểm soát thể tích mà thôi Xin mượn hình ảnh và giao diện của máy thở BNS 840 để hướng dẫn vì đây là máy thở thông dụng nhất ở bệnh viện của chúng tôi. À, thì đi lần lượt từng bước từ cái chúng ta cầm một cái máy thở đến khi chúng ta sẽ gắn vào bệnh nhân và cài đặt các thông số. Thì đầu tiên cũng là cắm nguồn điện. Thứ hai quan trọng là chúng ta phải nối dây máy thở vào cái hệ thống nguồn oxy cao áp và cái hệ thống khí của bệnh viện. À, gần như là máy thở này nếu không có hai cái nguồn oxy và nguồn khí này thì máy thở không thể hoạt động được thứ ba là chúng ta sẽ để gắn cái bộ lọc khí và cái bình làm ẩm máy thở sau khi gắn hai cái bình này vào thì chúng ta sẽ kết nối vào hệ thống dây máy thở và chuẩn bị sẵn sàng để được kết nối với bệnh nhân sau khi bệnh nhân được đặt nội khí quản đối với bình lọc khí thì chắc chắn là phải gắn bình lọc khí vào thì máy thở mới hoạt động được nhưng mà đối với bình làm ẩm máy thở thì đôi khi chúng ta có thể lựa chọn gắn bình làm ẩm hoặc là không gắn bình làm ẩm. Tuy nhiên với các cái bệnh nhân AIDS thì các khuyến cáo điều trị trên thế giới đều khuyến cáo chúng ta là nên sử dụng bình làm ẩm máy thở này cho người bệnh vì nhiều cái mục tiêu khác nhau. Trong đó quan trọng nhất là hỗ trợ giảm được cái CO2 trong máu, giảm được tình trạng toan hô hấp. Cuối cùng là chúng ta bật công tắc khởi động máy. Và khi chúng ta bật công tắc khởi động máy sẽ ra một cái giao diện màn hình. Cho phép chúng ta chọn là theo các thông số đã cài đặt trên cái bệnh nhân trước đó hay là chúng ta chọn bệnh nhân mới. Thông thường chúng ta sẽ chọn bệnh nhân mới. Và ngoài ra sẽ thấy có một cái chức năng là self test có nghĩa là tự test tự cái cân chỉnh cái máy lại thì thông thường ở đây bệnh viện tôi cũng có một cái bài hướng dẫn riêng về cái cách để có thể chúng ta tự test cái máy. Ở đây là cái màn hình thực tế của cái máy thở chúng tôi hay dùng thì ở đây có cái màn hình chính là cái màn hình giao diện cảm biến chúng ta có thể ấn trực tiếp trên màn hình này để mà lựa chọn và điều chỉnh các thông số thứ hai là ở phía dưới là cái chuỗi các cái phím điều khiển trong đó bao gồm các cái phím liên quan tới báo động các phím liên quan tới tăng oxy tạm thời 2 phút để chúng ta hút đàm hay là chúng ta chăm sóc người bệnh vân vân và các cái uh, nút khác quan trọng nhất trong đây là cái chúng ta thực hiện cái động tác là dừng cuối thịt vào hay là dừng cuối thì thở ra cái này sẽ được tôi nói cụ thể ở phần sau và bên cạnh đó có một cái nút tròn giúp chúng ta chỉnh ví dụ chúng ta chọn chữ vt chúng ta bấm trên màn hình chữ vt này sau đó chúng ta sẽ xoay cái núm tròn này để điều chỉnh đến cái thông số nào mà chúng ta muốn cài đặt sau đó chúng ta sẽ bấm bấm chữ accept bấm chữ đồng ý để mà lựa chọn cái mức cài đặt đó cho người bệnh. Và khi chúng ta vào một cái màn hình của một cái người bệnh mới, chúng ta sẽ thấy việc đầu tiên đó là người ta yêu cầu chúng ta phải lựa chọn nhập cái cân nặng của người bệnh. Và cần lưu ý ở đây đó là cân nặng này sẽ là cân nặng lý tưởng, ideal body weight. Sau khi chúng ta bấm vào cái cân nặng thì để mà cài đặt thì lúc đó sẽ hiện thêm các cái lựa chọn khác cho chúng ta bao gồm là lựa chọn thở máy xâm lấn hay không xâm lấn. Lựa chọn chế độ thở. Ở đây tôi xin uh, nói luôn với cái chế độ thở là kiểm soát thể tích chúng ta sẽ chọn cái mode là AC, tôi sẽ giải thích ở phần sau. Và thứ hai là cái kiểu là kiểu kiểm soát thể tích volume control, VC. Ở đây nói thêm một chút xíu về cân nặng lý tưởng thì công thức được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là đi theo công thức của device khá là phức tạp khi mà phân chia nữ thì cái công thức tính cân nặng lý tưởng là 45,5 kg cộng 2,3 kg nhân với chiều cao tính bằng inch trừ 60 cái thứ hai là đối theo nam là bằng 50 cộng với 2.3 nhân với hiệu số chiều cao tính theo inch trừ 60 thì như vậy để cho đơn giản và dễ nhớ tại vì đôi lúc cái chiều cao chúng ta là chúng ta đo bằng cm thì tôi có làm một cái bảng tóm tắt ở đây ở đây tính toán sẵn để cho quý đồng nghiệp có thể tham khảo ví dụ như một bệnh nhân nữ cao 1m60 thì cái cân nặng lý tưởng là khoảng 54 kg chúng ta cài đặt vào vì chúng ta cũng biết rằng ví dụ với những bệnh nhân rất là to con béo phì nhưng mà vốn dĩ cái cân nặng đó là cái cân nặng thực tế bệnh nhân chuyển là cái cân nặng của cơ mở vân vân chứ nó không phải là cái cân nặng thực tế và cái cân nặng lý tưởng nó mới quyết định cái thể tích của phổi đi qua ba cái biến số giai đoạn khi mà chúng ta cài đặt một cái máy thở thì biến số thứ nhất là biến số về trigger kích hoạt trigger có nghĩa là cái cò súng có nghĩa là cái yếu tố nào mà khiến cho cái máy thở nhận biết được bệnh nhân bắt đầu một nhịp thở vậy thì yếu tố kích hoạt có hai yếu tố bao gồm là người bệnh kích hoạt cái nhịp thở đó hay là máy thở kích hoạt cái nhịp thở đó chúng ta cũng biết khi máy thở kích hoạt nhịp thở thì chúng ta gọi cái nhịp thở đó là nhịp thở đã được kiểm soát control và làm sao để biết được cái nhịp nào mà máy thở nó kích hoạt thì thông thường nó sẽ dựa trên cái tần số thở đã cài đặt từ tần số thở cài đặt máy tính sẽ tính ra được máy thở sẽ tính ra được cái thời gian một nhịp thở và từ đó cứ đúng cái khoảng thời gian nó sẽ kích hoạt một nhịp thở. Ví dụ nếu chúng ta cài tần số là 20 lần một phút thì một nhịp thở nó tương ứng với 3 giây. Như vậy cứ đúng 3 giây máy thở nó sẽ kích hoạt một cái nhịp thở. Và nếu nhịp thở nào mà do máy kích hoạt thì nhìn trên cái góc ở phía trên bên trái màn hình chúng ta sẽ thấy nó có cái chữ C. Và trong phần cài đặt vì vậy để đảm bảo trong cái tình huống là giả sử bệnh nhân hoàn toàn không có một cái nhịp thở tự nhiên nào do người bệnh kích phát hết thì ít nhất vẫn đảm bảo được thể tích lưu thông khí phúc để mà chúng ta phải cài đặt cái tần số thở cho bệnh nhân thông thường tần số thở bệnh nhân đã cài đặt từ 16 đến 24 lần trong trường hợp nếu người bệnh kích hoạt nhịp thở thì chúng ta sẽ thấy lúc đó máy thở sẽ đóng vai trò là hỗ trợ chính vì vậy nên là nó sẽ có cái chữ là assist và khi người bệnh hít vào, cảm biến của máy thở nó sẽ nhận biết được dựa trên vận tốc dòng khí hít vào hoặc là cái thay đổi về áp suất đường thở. Từ đó nó biết à đây là nhịp thở do người bệnh kích hoạt và lúc đó nó sẽ hỗ trợ người bệnh để mà đẩy khí vào. Thì khi mà nhịp thở do người bệnh kích hoạt thì máy nó sẽ biểu hiện ở góc trên bên trái màn hình là chữ A. Và làm sao máy thở nó nhận biết được khi nào bệnh nhân hít vào thứ nhất là nếu chúng ta quan sát cái biểu đồ áp suất của đường thở sẽ thấy là ở cái nhịp thở bệnh nhân hít vào thì thường thường là cái áp suất nó sẽ giảm chút xíu rồi sau đó máy thở hỗ trợ nó mới bơm cái áp suất đường thở tăng lên và cái thứ hai liên quan tới vấn đề là chúng ta cài đặt thông số để giúp cho máy thở nhận biết được người bệnh hít vào thì đó là chúng ta phải cài đặt cái tốc độ của cái lưu lượng khí hít vào chính là cái thông số ở đây thì thông thường chúng ta cài đặt là 3 lít trên phút à, tuy nhiên chúng ta cần lưu ý với những bệnh nhân ví dụ có cái bệnh nền là bệnh lý thần kinh hoặc là có bệnh lý chấn thương về tủy sống cuộc sống vân vân thì cái sức cơ hoặc là bệnh nhân có những cái bệnh lý về cơ gây yếu cơ thì lúc đó để kích hoạt một cái nhịp thở thì đôi lúc cái lưu lượng khí vào này chúng ta phải cài đặt thấp hơn thì máy thở mới nhận biết được còn nếu không máy thở sẽ không nhận biết được là bệnh nhân đang có một cái nỗ lực hít vào mà máy thở sẽ cứ bơm theo cái chu kỳ mà chúng ta đã định sẵn và như vậy ở trước đây thì các máy thở là nó rành mạch ra hai loại chúng ta sẽ cài đặt là thở chủ động kiểm soát hoàn toàn control hoặc là chúng ta sẽ cài đặt là thở hỗ trợ assist nhưng các thế hệ máy thở mới sau này nó, họ đã lồng ghép hai chế độ này vào một nó gọi là assist control AC mode. Ở đây thể hiện khi mà chúng ta lựa chọn ban đầu chúng ta chọn cái mode AC có nghĩa là máy thở rất là thông minh, nó sẽ theo dõi cái tình hình của bệnh nhân, nếu bệnh nhân có những cái nhịp thở tự nhiên nó sẽ nhận biết được và nó chỉ thực hiện vai trò là hỗ trợ cho nhịp thở đó. Còn đối với những nhịp thở nào mà bệnh nhân không thở thì máy thở sẽ tự động theo cái tần số thở mình đã cài đặt. Nó sẽ cung cấp các cái nhịp thở đều đặn để đảm bảo thông khí phúc cho người bệnh. Tiếp theo, cái biến số thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đó là biến số về mục tiêu target. Đây là cái cách mà dòng khí đi vào trong phổi trong cái thời gian hít vào. Đối với cái chế độ thở kiểm soát thể tích volume control thì biến mục tiêu chính là cái tốc độ lưu lượng khí hít vào và cái thông số chúng ta cài đặt là cái lưu lượng đỉnh. Chúng ta cũng biết rằng là đây là biểu đồ của cái lưu lượng khí, cái dòng khí đi vào. Thì trên máy thở chúng ta có hai cái cách để mà dòng khí đi vào. Một là cái biểu đồ, biểu đồ theo dạng sóng vuông, có nghĩa là dòng khí sẽ đi vào rất là nhanh, sau đó nó sẽ hằng định trong suốt thì ít vào. Nhưng mà cách này thì bây giờ gần chúng ta không sử dụng vì nó không phù hợp với cái sinh lý tự nhiên một cái nhịp hô hấp của người con người chúng ta và chúng ta sẽ chọn cái chế độ là à, gọi là giảm dốc nghĩa là máy thở sẽ bơm một cái lưu lượng rất là cao ngay từ đầu để mà khí nhanh chóng đi vào đường hô hấp sau đó khi mà khí đã vào trong đường hô hấp rồi khép suất phế nang sẽ tăng lên từ từ và khi đó thì cái lưu lượng này nó cũng sẽ giảm từ từ tương ứng để lúc nào cũng đảm bảo dòng khí đi vào nhưng mà nó không có làm tổn thương cái đường thở thêm ở đây chính là cái cài đặt trên màn hình máy thở chúng ta sẽ chọn cái kiểu là kiểu ram và cái tốc độ lưu lượng đỉnh có nghĩa chúng ta sẽ cài đặt cái lưu lượng đỉnh là cái lưu lượng mà chúng ta mong muốn ở khi bắt đầu thì ít vào chúng ta muốn cái lưu lượng cao nhất đạt được là bao nhiêu thông thường chúng ta sẽ chọn là từ khoảng 45 đến 55 và cần lưu ý cái biến mục tiêu này rất là dễ bị hiểu lầm vì mình đang là thở mốt kiểm soát thể tích nên nhiều người lầm lẫn cái thể tích khí lưu thông phúc là biến mục tiêu tuy nhiên không phải tôi nhấn mạnh lại cái điểm đó và quay là cái phương trình mà chúng ta đã nói ở trên vì cái biến số lưu lượng là một cái biến số mà được chúng ta cài đặt cho nên đối với cái chế độ thở máy mà kiểm soát thể tích thì cái thông số lưu lượng này là một cái thông số không thay đổi. Và như vậy khi mà chúng ta theo dõi cái người bệnh, chúng ta sẽ để ý là chúng ta cần phải theo dõi cái biểu với những cái người bệnh mà thở máy, kiểm soát thể tích chúng ta cần phải lựa chọn theo dõi cái biểu đồ áp suất. Điều này rất là quan trọng tại vì nếu mà chúng ta thở kiểm soát thể tích mà chúng ta theo dõi thể tích thì chúng ta sẽ thấy lúc nào cái thể tích nó cũng khá là hằng định. Mà như vậy chúng ta sẽ không phát hiện được các biến cố xảy đến trên người bệnh. Thì cách lựa chọn là chúng ta sẽ vào cái phần Plot Setup ở cái góc ngay phía trên của cái biểu đồ. Ta sẽ lựa chọn là theo dõi theo dạng là Pressure Time có nghĩa theo dõi cái áp suất của đường thở theo cái diễn biến thời gian. Thì khi chọn theo dõi áp suất chúng ta sẽ có một cái biểu đồ. Ví dụ như ở đây là một cái biểu đồ sống như thế này. Thì chúng ta sẽ có được cái áp suất đỉnh của đường thở. Nó được thể hiện ngay cái con số ở phía trên cùng của màn hình. Đây là con số rất là quan trọng vì khi theo dõi cái diễn biến như này như tôi đã nói là cái quy này không thay đổi giả sử bệnh nhân có một cái cục đàm tắt cái đường thở hay là bệnh nhân cắn ống thở thì cái sức cản đường thở lập tức nó sẽ tăng lên rất là nhanh và khi cái r này tăng nhanh lên mà quy này không đổi thì lúc đó để mà đảm bảo được cái quy không đổi thì cái áp suất cái áp lực đường thở gần mà máy thở bơm vào nó cũng phải tăng lên rất là cao để mà đảm bảo được cái lưu lượng và chính vì vậy khi đó nó sẽ hiện cái thông báo ở trên đây đó là cái PEEP nó tăng cao quá mức và tùy theo cái cài đặt báo động của chúng ta ví dụ nếu chúng ta cài động 40 mà khi cái PEEP này nó cao 40 thì tự động nó sẽ xả cái van thở ra nó không cho máy thở bơm vào để mà đảm bảo an toàn cho người bệnh và như vậy chúng ta theo dõi chúng ta biết được à cái PEEP này nó tăng cao lên có nghĩa là coi chừng cái kháng lực đường thở tăng cao do có tắc đàm do nó có gặp ống do bệnh nhân cản ống vân vân ví dụ trong vấn đề theo dõi thì cái biến số thứ ba là biến số chu kỳ đây là cái biến số quyết định khi nào thì chúng ta kết thúc thiệt vào và đối với cái chế độ thở kiểm soát thể tích thì biến số này sẽ được dựa trên cái thể tích khí lưu thông mà chúng ta cài đặt chính là ở đây trên mấy máy thở chúng ta cài đặt cái vt và quan trọng là chúng ta cài đặt VT này chính là cái thể tích khí lưu thông mà máy thở nó bơm vào ở cái thiết vào tuy nhiên một cái biến số giúp chúng ta có thể theo dõi trong quá trình mà thiết thở bệnh nhân đó là theo dõi cái biến số thể tích khí thở ra thì thông thường cái khí hít vào và khí thở ra này nó phải gần bằng nhau nếu như mà hít vào giả sử chúng ta cài đặt là 380ml nhưng thở ra này chỉ có 80 hay là 100ml thì chúng ta phải coi chừng trong cái hệ thống dây chúng ta nó có cái vị trí nào đó bị xì nên cái khí thở ra mà máy thở đo được nó không có bằng với khí khí vào và đối với người bệnh covid 19 thì tất cả các khuyến cáo sử dụng chiến lược thông khí bảo vệ phổi với thể tích khí lưu thông thấp và chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta cài đặt thể tích khí lưu thông này với bệnh nhân covid 19 chín siêu hấp giảm suy máu chỉ cài đặt 4 đến tám ml kg đối với cân nặng lý tưởng và đây là lý do quan trọng tại sao chúng ta phải xác định cân nặng lý tưởng của người bệnh ngay từ khi chúng ta bắt đầu thiết lập chế độ máy thở cho người bệnh. Việc cài đặt thể tích quá cao có thể gây tổn thương phổi do cái phế nang căng giãn quá mức hay nói khác là tổn thương liên quan thể tích (volutrauma). Thông thường thì chúng tôi chọn cái mức cài đặt ban đầu là 60 lít bạc ký, và sau đó sẽ tùy chỉnh tùy theo chúng tôi đo cái áp lực của đường thở và đo cái áp lực ở trong phế nang cuối tiết vào. Cái bất lợi của thông khí bảo vệ phổi với thể tích khí lưu thông thấp như tôi nói ở trên 4 đến 8 ml ký. Thứ nhất là vì nó không có phù hợp với sinh lý, có nhiều người bệnh họ sẽ quen chuyện là hít sâu, thở chậm. Vậy thì thường thường cái thể tích khí lưu thông của họ trong một nhịp thở rất là lớn, mình bắt họ thở một lần thở ít và thở nhanh hơn thì người ta không có quen. Chính vì vậy gây khó chịu cho người bệnh thì để giải quyết cái tình huống đó chúng ta cần phải sử dụng an thần và có nhiều bệnh nhân đôi lúc chúng ta cần phải sử dụng luôn cả giãn cơ với hai mục đích giảm cái sự khó chịu cho người bệnh khi mà phải thể thở máy cái chế độ thông khí bảo vệ phổi này và thứ hai đồng thời cũng sẽ cho các cái cơ hấp được nghỉ ngơi vì chúng ta đã có máy thở để hỗ trợ cho người bệnh rồi thì chúng ta cho cơ hấp nghỉ ngơi chứ nếu cơ hấp mà còn gắn sức lên để chống lại cái máy thở nữa thì như vậy thì bệnh nhân sẽ càng mệt hơn và càng tiêu thụ oxy nhiều hơn Thứ hai là vì chúng ta thể tích uh, sử dụng cái thể tích khí lưu thông thấp. Cho nên dễ có tình trạng ứ CO2 và gây toan hô hấp. Và đây là cái lúc mà tôi nói đến cái vai trò của bình làm ẩm máy thở. Vì rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy được việc khi chúng ta sử dụng bình làm ẩm máy thở thì có thể giúp hỗ trợ giảm được cái CO2 trong máu. Vì chúng ta biết rằng là cái khi thở máy thì làm sao để đảm bảo được cái độ ấm, độ ẩm của khí vào giống như cái chức năng sinh lý của cái lồng mũi chúng ta thì hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái mũi giả Tuy nhiên khi sử dụng mũi giả thì cái khả năng mà nó ứ CO2 nó sẽ còn cao hơn Cho nên cái giải pháp sử dụng cái bình làm ẩm máy thở nó sẽ hỗ trợ chuyện là giảm được cái CO2 trong máu so với khi chúng ta sử dụng cái mũi giả Thứ hai chúng ta có thể điều chỉnh cái lưu lượng của cái khí dòng khí vào tức là cái biến số target vì chúng ta tăng cái lưu lượng lưu lượng đỉnh nó lên thì nó sẽ hỗ trợ một phần nào đó giúp cho cái lưu thông khí tốt hơn và trao đổi khí tốt hơn thải CO2 tốt hơn và thứ ba có một cách nữa là chúng ta cài đặt cái uh, thời gian dần cuối tiết vào tuy nhiên cái này thì nó khá là chuyên sâu và sẽ dành cho các bác sĩ hồi sức nói một chút xíu về cái việc cài đặt cái lưu lượng đỉnh thì chúng ta cũng biết với những bệnh nhân COPD với một cái kháng lực đường thở nó đã tăng mạng tính thì chúng ta sẽ lưu ý là với cái nhóm bệnh nhân CVD, lúc nào cũng cần cài đặt cái lưu lượng đỉnh này sẽ cao một chút xíu để có thể thắng được cái kháng trở vốn dĩ đã tăng trong cái sinh lý bệnh tự nhiên của CVD và ở đây nói về bình làm ẩm máy thở thì thông thường đối với máy thở chúng ta thì có hai loại bình làm ẩm với cái thể tích khác nhau chính vì vậy chúng ta phải uh, báo cho máy thở biết là chúng ta có gắn bình làm ẩm máy thở và gắn mình làm ẩm ấy thở với cái thở tích là bao nhiêu thì chúng ta vào cái phần cái nút trên màn hình có một cái nút là ở góc dưới lcrm bấm vào đây nó hiện, hiện ra cái giao diện other screens này và chúng ta sẽ chọn vào cái more setting khi chọn vào more setting thì chúng ta sẽ thấy được cái cài đặt cho chúng ta về cái phương pháp làm ẩm khi hít vào thì thông thường nếu chúng ta đang thở với mũi giả thì ở đây nó sẽ ghi là HMI Chúng ta sẽ bấm vào đây và lựa chọn là Non-Hit X-Tip Và chúng ta sẽ chọn nhập vào cái thể tích của cái bình làm ẩm Là bao nhiêu? Thông thường đối với cái bình nhỏ này là 150ml à, Một cái thông số khác chúng ta cần phải cài đặt trong cái quá trình mà Cài đặt thông số thở máy cho người bệnh Đó là áp lực dương cuối thì thở ra Thì chúng ta cũng biết trong cái biểu đồ áp suất của đường thở Thì giai đoạn hít vào thì áp suất lên giai đoạn thở ra thì áp suất sẽ giảm xuống. Tuy nhiên nó khác biệt. Đó là ở cái giai đoạn thở ra cho dù chúng ta để cái áp suất này giảm xuống thì thông thường chúng ta vẫn giữ một cái áp lực dương nhất định ở cuối thì thở ra. Mục đích của cái áp lực dương này là để làm gì? Thứ nhất là trong cái bệnh cảnh của AIDS hội chứng suy hấp cấp tiến triển do cái Covid-19 gây ra thì các cái phế nang này nó tổn thương không có đồng nhất với nhau có những phế nang nó bị cái lòng phế nang nó bị xẹp do nó có nhiều cái dịch tiết dịch viêm nó tổn thương phế nang nhưng cũng có những cái phế nang nó vẫn còn bình thường dẫn đến chuyện là khiến ta bơm một cái thở thích khí vào có những phế nang nó giãn nở ra được và có những phế nang nó vẫn xẹp nó không nở ra được và như vậy hoặc là cũng có những phế nang nở ra sau đó rồi nó lại đóng lại quá mức xẹp luôn nếu chúng ta không có một áp lực dương cuối thì thở ra và vậy chính cái trộn tác cứ mở ra hết mức căng giãn quá mức sau đó lại xẹp lại thì nó rất là dễ gây ra cái tổn thương phế nang và cái tiếp này nó sẽ giúp ngăn ngừa cái vấn đề là khi phế nang giãn ra xẹp lại thì nó cũng sẽ không bị xẹp hoàn toàn mà nó còn một áp lực để giữ cho cái phế nang cuối thì thở ra nó vẫn còn được mở một chút xíu và chính cái chuyện này nó sẽ giúp tăng cái khả năng trao đổi khí, cải thiện cái tình trạng oxy hóa máu cho người bệnh. Và việc cài đặt tiếp Cách cài đặt thì chúng ta sẽ thấy là uh, cài đặt kèm theo cái oxy, phân suất oxy dòng khí vào và cái mức độ tiếp như ở phía trên màn hình đây. Thì mục tiêu chúng ta là chúng ta ví dụ khi chúng ta có một bệnh nhân ARDS COVID-19 đặt nội quản, thông thường thì tôi sẽ cài đặt ban đầu là PIP ở mức 5, sau đó fio 2 là mức 50% và sau đó sẽ tùy theo cái PO2 trong khí máu động mạch hoặc là SPO2 chúng ta đo được mà tôi sẽ cân chỉnh cái mức PIP và fio 2 cho phù hợp. Ví dụ đây chúng ta cần nhớ rằng đối với tất cả bệnh nhân ARDS thì cái mục tiêu oxy nó không phải là quá không cần quá cao, ta chỉ cần SPO2 88 đến 95% là đủ và người ta khuyến cáo rằng là với bệnh nhân COVID-19 mà xuất giảm oxy máu, không bao giờ chúng ta nên đưa cái SpO2 lớn hơn 96% hết. Và đối với PaO2 thì mục tiêu chúng ta chỉ là 55 đến 80 mm thủy ngân mà thôi. Vì người ta thấy rằng oxy trong máu cao ở bệnh nhân AIDS thì nó có tương quan thuận với tăng tỷ lệ tử vong. Và ở đây thì AIDS Network là một cái tổ chức chuyên về các cái nghiên cứu về cái bệnh lý AIDS thì người ta đã đưa ra hai cái chiến lược điều trị điều chỉnh pip fpo2 chiến lược thứ nhất là người ta ưu tiên tăng pip trước tăng pip cao hơn và sẽ tăng cái fpo2 chậm hơn từ từ và chiến lược thứ hai là chúng ta sẽ ưu tiên tăng fpo2 trước và chúng ta sẽ tăng pip chậm hơn thì đối với cái việc cài đặt pip cho các cái bệnh nhân ARDS do covid 19 hiện nay cũng còn khá là nhiều tranh cãi vì thực tế thì theo giáo sư Gatti Tony thì chúng ta có hai cái kiểu mà tổn thương phổi ở trong AIDS do Covid-19 và một cái kiểu L và một cái kiểu H thì đối với cái kiểu H nó chỉ chiếm khoảng 20-30% nhưng mà cái nhóm H đó mới là cái nhóm mà nó có đáp ứng với PIP tại vì nó có cái khả năng mà huy động phế năng cao thì lúc đó cái việc sử dụng PIP cao chúng ta nó sẽ có hiệu quả hơn còn đại bộ phận thì mức PIP không cần quá cao vì vậy nên là trên thực tế điều trị cho các bệnh nhân AIDS nói chung cũng như là đặc biệt cho trường hợp AIDS đối với bệnh nhân COVID-19 thì tôi khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng cái phát độ theo cái tăng tiếp từ từ và sử dụng cái FPO2 tăng cái FPO2 trước và đối với những bác sĩ điều dưỡng có thể không phải là chuyên ngành về hồi sức thì chúng tôi cũng khuyến nghị là các bạn có thể sử dụng PIP tăng dần từ mức 5 lên đến mức khoảng 12, 14 là tối đa nếu ở mức tiếp mà khoảng 14 rồi mà cái oxy máu bệnh nhân vẫn chưa đạt được mục tiêu SPO2 88% thì chúng ta nên mời cái bác sĩ chuyên về sức chuyên máy thở đó hỗ trợ chúng ta trong cái việc điều chỉnh các cái thông số này cho người bệnh để nó an toàn cho người bệnh hơn. Và sau khi chúng ta đã cài đặt các cái thông số cơ bản thì có một thông số rất là quan trọng chúng ta phải theo dõi cho được trong quá trình mà bệnh nhân thở máy đó chính là áp lực bình nguyên plato pressure thì chúng ta cũng biết rằng là đây là cái biểu đồ của cái áp suất đường thở khi chúng ta bơm một cái luồng khí vào thì sau đó nếu cuối thì hít vào chúng ta cho bệnh nhân ngưng thở ở cuối thì hít vào thì lúc đó ta chờ một chút xíu thì nó sẽ cân bằng giữa cái áp suất đường thở gần với cái áp suất ở trong phế nang như vậy thì áp suất đo được lúc này áp cái áp lực mà chúng ta đo được ở cái đường thở gần đó chính là cái áp lực phế nang và như vậy người ta gọi đó là áp lực bình nguyên áp lực bình nguyên chính là áp lực phế nang tối đa trong cái chu kỳ hô hấp và cái áp lực này chính là cái áp lực mà quyết định là cái phế nang đó có nguy cơ bị tổn thương hay không nếu áp lực phế nang tối đa tức là áp lực bình nguyên này mà quá cao thì nó sẽ dẫn đến một cái nguy cơ là gây tổn thương phổi do áp lực gọi là barotrauma thì về cách đo của chúng ta là chúng ta đo bằng cách cho tạm dừng thiết vào ở cuối thiết vào và tất nhiên bệnh nhân phải được an thần thậm chí giãn cơ đủ vì nếu mà bệnh nhân đang hít vào bệnh nhân đang khó thở đang hít vào nhiều mà chúng ta bắt bệnh nhân ngưng cuối thiết vào thì thường thường là bệnh nhân sẽ không làm được chỉ ngoại trừ trường hợp là chúng ta đã cho bệnh nhân ngủ đủ sâu thì chúng ta mới đo được cái này thôi và cái áp lực bệnh nguyên này nó sẽ tăng khi mà cái thể tích khí lưu thông hoặc là cái pip chúng ta cài đặt nó cao quá và trường hợp thứ hai là khi mà cái giãn năng của phổi tức cái lung compliance này nó giảm đặc biệt là trong ARDS thì thông thường là cái giãn năng của phổi nó sẽ giảm khá nhiều và mục tiêu của tất cả các cái khuyến cáo điều trị thế giới để đảm bảo an toàn cho người bệnh tránh những cái tổn thương liên quan tổn thương phổi liên quan đến thở máy thì chúng ta phải cài đặt làm sao để cái áp lực bình nguyên đo được này nó phải nhỏ hơn bằng 30 cm nước đây là cái lưu ý rất là quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người bệnh thì chúng ta cũng biết rằng là ví dụ như khi mà chúng ta quan sát bệnh nhân chúng ta thấy là các lực đỉnh của đường thở nó tăng lên cao thì như vậy nó sẽ xảy ra hai trường hợp trường hợp thứ nhất là do bệnh nhân cắn ống do tắt đàm do một yếu tố nào đó nó làm tăng cái sức cản của đường thở và từ đó nó dẫn đến cái áp lực đường thở cái áp lực đỉnh thì nó cao vậy nếu chúng ta đo cái áp lực bình nguyên mà nó thấp trong cái ngưỡng chấp nhận được dưới 30 thì chúng ta sẽ tìm cái nguyên nhân nào khiến cho tăng cái sức cản đường thở và chúng ta phải giải quyết nó còn trường hợp thứ hai là chúng ta thấy áp lực đỉnh của đường thở cao nhưng chúng ta đo cái và chúng ta đo cái áp lực bình nguyên này cũng cao luôn như vậy thì thông thường là liên quan tới hoặc là bệnh lý của người bệnh làm cho cái giảm năng của phổi giảm làm cho các áp lực phế nang nó cao Hoặc là do chúng ta cài đặt Các cái VT, cái tiếp nó quá mức Nó cao quá mức Và chúng ta phải điều chỉnh lại Vậy cách đo là như thế nào Thì uh, như nãy tôi có nói ở phía trên Là cái phía dưới cái phím điều khiển Có một cái phím là cái Inspose Có nghĩa là Inspiration Pose Ngưng cuối thì hít vào Thì khi bệnh nhân đang thở như vậy Chúng ta bấm cái nút này Thì máy thở nó sẽ tự động tạo một cái nhịp thở rồi sau đó cuối nhịp thở cuối thì vào máy thở nó sẽ cho ngưng một khoảng và khi đó sau khi ngưng nó sẽ đo ra được và nó sẽ hiển thị lên đây chúng ta thấy là áp lực bình nguyên là 23 cm nước đây là bên khi đó thì cái màn hình theo dõi thời gian thực sẽ tự động nó đóng băng lại để chúng ta quan sát được cái nhịp thở mà cái đo này. Vậy muốn trở lại cái vấn đề theo dõi mà người dân thực chúng ta sẽ bấm vào cái nút Unfreeze ở phía trên này. Và điều này rất là lưu ý, khi chúng ta cài đặt cho máy thở bệnh nhân xong chúng ta nhớ đo các lực bình nguyên để chúng ta điều chỉnh các cái VT cái pip sao cho phù hợp. Và tiếp theo quan trọng không kém đó là chúng ta cài đặt báo động để mà theo dõi bệnh nhân trong quá trình thở máy. Vậy thì cài đặt báo động này thông thường nó sẽ có các cái biến số như cái hình đây cho các cái cài đặt của uh, thở máy chế độ kiểm soát thể tích thì uh, thứ nhất chúng ta phải cài đặt cái áp áp lực đỉnh của đường thở thì thông thường là chúng ta sẽ đo quan sát cái áp lực đỉnh người bệnh khoảng bao nhiêu chúng ta cộng thêm 10 mà tối đa chúng ta chúng chỉ nên cài 40 vì nó mà cao hơn thì nó có nguy cơ gây tổn thương phổi cho người bệnh. Thứ ba nữa cài tần số thở, thông thường thì dựa trên cái tần số cài đặt chúng ta cộng thêm 10 chính là cái giới hạn trên của cái tần số thở để mà trong trường hợp người bệnh có chống máy người bệnh có thở nhanh thì máy thở sẽ báo chúng ta biết để chúng ta kịp thời điều chỉnh tránh nó làm tăng cái công hấp quá mức của người bệnh thứ ba nữa là chúng ta cài đặt cái thông khí phúc của người bệnh thông thường thông khí phúc nó sẽ bằng cái thông khí phúc chúng ta cài đặt nó có cái giới hạn trên và giới hạn dưới giới hạn trên là 120 phần trăm thông khí phúc cài đặt giới hạn dưới là 80 phần trăm thông khí phúc cài đặt và tương tự đối với cái Uh, thở thể tích khí lưu thông cho một nhịp thở thì đây nó sẽ có hai kiểu một kiểu là thở tích khí lưu thông cho một nhịp thở mà control có nghĩa là máy thở kiểm soát hoàn toàn nó cũng và thứ hai là cái thể tích khí lưu thông cho một nhịp thở với những cái nhịp thở mà spontaneous có nghĩa là nhịp thở do người bệnh trigger thì chúng ta cũng phải có cái tùy theo cái mức mà thể tích khí lưu thông chúng ta cài đặt ngưỡng giới hạn trên là 120 phần ngưỡng giới hạn dưới là 80 phần sau khi chúng ta cài đặt xong hết thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút và xếp như vậy thì tóm lại các bước để cài đặt thông số máy thở cơ bản cho người bệnh Covid 19 của bạn giả sử mà có một bệnh nhân Covid 19 siêu hấp cần đặt nổi quản thì bạn nhận nhiệm vụ phải chuẩn bị máy thở, cài đặt máy thở. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị máy thở cùng lúc với việc chuẩn bị đặt nổi quản cho người bệnh. Tránh tình huống là người bệnh đặt nổi quản xong rồi, lúc đó chúng ta mới đi cắm dây điện, mới gắn máy thở, cài đặt máy thở có thể mất thời gian. Vậy thì người bệnh phải chờ đợi và bóp bóng ba cái nổi quản cũng làm tăng cái nguy cơ mà lây nhiễm cái Covid. Thì uh, chuẩn bị máy thở bao gồm như mình nói trên nó quan trọng nhất là lắp cái hệ thống bình làm ở máy thở cắm điện gắn dây EVOC mở nguồn chọn cài đặt bệnh nhân mới sau khi chọn xong chúng ta sẽ lưu ý là nhập cân nặng lý tưởng của người bệnh chọn kiểu thở xâm lấn invasive chọn mốt thở là AC volume control VC sau đó chúng ta đến bước tiếp theo cài đặt tần số thở thông thường là 16 đến 24 lần phút đây, tôi chọn là 20 lần một phút cài đặt cái lưu lượng đỉnh như đây, đây ví dụ là 50 lít trên phút cài đặt cái thể tích khí lưu thông ở đây thì như tôi nói là 4 đến 8 ml bạc ký cân nặng lý tưởng ở đây chọn là thường thường tôi khởi đầu với cái mức là 6 ml bạc ký cân nặng lý tưởng sau đó cài đặt FU2 50% cài đặt pip 5 cm nước sau đó sẽ dựa trên cái bảng của AIDS Network với mục tiêu SPO2 88 đến 95% chúng ta sẽ cân chỉnh pip cân chỉnh FU2 từ từ sao cho đạt được SPO2 mục tiêu theo cái bảng của AIDS Network và sau khi cài đặt xong chúng ta sẽ quan sát bệnh nhân thở một vài phút sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo cái áp lực bình nguyên và cần lưu ý ở đây là chúng ta phải đảm bảo được người thần người bệnh được sử dụng an thần giãn cơ đủ để người bệnh hạn chế tối đa cái chuyện là tiêu tốn oxy ở cái tiêu thụ công hô hấp sau khi đó áp lực bình nguyên nếu áp lực bình nguyên nhỏ bằng 30 cm nước chúng ta có thể giữ nguyên cài đặt hiện tại và sẽ làm lại cái khí máu động mạch để kiểm tra sau 30 phút 1 giờ để đánh giá chung tình trạng oxy hóa máu cũng như là tình trạng CO2 của máu như thế nào. Còn nếu như chúng ta đo thấy áp lực bình nguyên trên 30 cm nước, chúng ta sẽ giảm cái thể tích khí lưu thông cài đặt còn 5 ml kg ký còn nặng lý tưởng. Sau khoảng một vài nhịp thở chúng ta đo lại vẫn thấy nó trên 30 chúng ta sẽ giảm tiếp còn 4 ml kg ký còn nặng lý tưởng. Nếu đã giảm ở mức 40 lít bạc ký cân nặng lý tưởng rồi mà áp lực bình nguyên vẫn còn cao trên 30 thì chúng ta nên báo với bác sĩ hồi sức để hỗ trợ chúng ta trong chuyện điều chỉnh máy thở sao cho phù hợp với người bệnh. Và sau khi mà cài đặt được các thông số máy thở rồi, chúng ta cần kiểm tra là khí máu động mạch sau 30 phút 1 giờ. Nếu có tình trạng toan hô hấp với pH nhỏ hơn 7,2 thì chúng ta có thể cân nhắc tăng tần số thở Uh, tất nhiên với điều kiện là chúng ta đã lắp cái hệ thống bình làm máy máy thở và cái lưu lượng khí đỉnh này chúng ta có thể tăng lên ở cái mức khoảng 55 và nếu như mà bệnh nhân uh, CBD có thể tăng lên mức 60 rồi mà cái CO2 này vẫn còn cao pH vẫn còn giảm thì chúng ta mới cân nhắc cái chuyện tăng tần số thở vì chúng ta cũng biết khi chúng ta tăng tần số thở lên chúng ta nghĩ rằng là mình đang tăng được cái thông khí phúc tuy nhiên Uh, dù vậy thì khi mà tần số thở quá cao có nghĩa thời gian như một th nhịp thở quá ngắn như vậy thì nó không có thời gian để trao đổi khí Vậy cũng không thể thải được CO2 như cái mục đích của chúng ta mong đợi uh, Nói một chút xíu về cài đặt các thông số thở máy khi cai máy thở Giả sử bệnh nhân của chúng ta sau một thời gian thở máy ổn định Bắt đầu uh, giai đoạn phục hồi Và các bác sĩ uh, nhờ chúng ta cài đặt để mà cai máy thở thì từ cái giao diện của màn hình hiện tại là bệnh nhân đang thở invasive, đang thở mode AC volume control. Chúng ta sẽ bấm vào cái mode, bấm vào mode này và sẽ lựa chọn đó là spawn, có nghĩa là spontaneous là chuyển qua nhịp thở tự nhiên, vẫn để AC. Ở trên đây chúng ta sẽ bấm ra các cái kiểu thở của tự nhiên của người bệnh. Thì cái hình này mình chụp bị nhầm không phải là PA mà chúng ta sẽ chọn PS. PA cũng là một kiểu hỗ trợ nhưng mà nó khác thường thường chúng tôi sẽ chọn là cái PS này sau khi chọn PS xong thì sẽ ra cái màn hình như cái hình bên đây chúng ta sẽ chọn cái mức pressure support cái mức áp lực hỗ trợ cho mỗi cái nhịp thở người bệnh là bao nhiêu thông thường chúng tôi sẽ khởi động ở mức khoảng 12 đến 14 và sau đó sẽ quan sát cái thở tích khí thở ra này nếu cái thở tích khí thở ra này nó quá cao có nghĩa là mỗi nhịp thở vào bệnh nhân thở với cái mức hỗ trợ là 12 cm nước mà cái VT này quá cao thì chúng ta có thể giảm dần cái mức hỗ trợ áp lực này xuống để mà VT này vừa đủ, tránh làm tổn thương phổi liên quan tới thể tích cho người bệnh. Và chúng ta cũng lưu ý rằng khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ thở cai máy thở tức là cho người bệnh thở hoàn toàn tất cả nhịp thở đều là tự nhiên hết thì lúc này cái nhịp thở tự nhiên mà hỗ trợ nó sẽ là cái chữ S nó không còn là cái chữ A không còn assist nữa mà này là hoàn toàn spontaneous nhịp thở tự nhiên của người bệnh hết thì chúng ta cần phải lưu ý là cài đặt thêm cái set setup cài đặt cho người bệnh khi bệnh ngưng thở với một số bệnh nhân khi mà chúng ta chuyển qua giai đoạn cai máy thở nhưng mà cái an thần giãn cơ nó vẫn chưa có hết tác dụng hoặc là một số bệnh nhân có kèm theo bệnh lý thần kinh cơ khi cai máy thở một số bệnh nhân xuất hiện tình trạng là bệnh nhân không có thở thì như vậy máy thở chúng ta phải cài đặt để máy thở nhận biết là giả sử bệnh nhân không thở sau bao nhiêu khoảng thời gian đó thì máy thở phải chuyển qua cái chế độ thở kiểm soát chứ nếu không thì nó sẽ nguy hiểm cho người bệnh thì chúng ta vào cái mục này cài đặt chúng ta sẽ để ý thấy có cái TA có nghĩa là cái thời gian ngưng thở thường thường chúng ta để 20 đến 30 giây Nghĩa là nếu bệnh nhân ngưng thở khoảng 20 ở như trường hợp này 20 giây thì máy thở sẽ tự động chuyển qua cái chế độ là volume control, thở kiểm soát thể tích và chúng ta lúc này cũng sẽ cài đặt cái VT, cài đặt cái lưu lượng đỉnh, cài đặt tần số thở, cài đặt FiO2 giống như là chúng ta cài đặt cho một cái bệnh nhân thở volume control ở phía trên. Thì lưu ý quý đồng nghiệp chúng ta trong cái quá trình cài đặt thì nhớ cài đặt cái apnea này Đối với cài đặt các thông số thở máy không xâm lấn thì chúng ta cũng biết rằng là đây là cái tóm tắt cái hướng dẫn điều trị của hội sức Hoa Kỳ trong cái việc là hướng dẫn chúng ta uh, xử trí cái tình huống người bệnh COVID-19 bị suy hấp giảm oxy máu thì lúc nào chúng ta phải xem xét bệnh nhân có chỉ định đặt nội quản hay không. Nếu mà có thì chúng ta không nên chần chừ nên đặt nội quản ngay. Nhưng nếu bệnh nhân chưa có chỉ định đặt nội quản, chúng ta sẽ thấy là thở oxy cannula thở oxy max túi xem có đạt được cái oxy mục tiêu hay không nếu không thì họ khuyến cáo là chúng ta sử dụng cái oxy cao tầng tuy nhiên nếu như bệnh viện tôi không có cái oxy cao tầng này thì có thể chúng ta có thể thử cho bệnh nhân thở nếp tuy nhiên cái thở máy không xâm lấn không được khuyến cáo mạnh lắm đối với các bệnh nhân covid 19 vì thứ nhất là nguy cơ lây nhiễm Thứ hai là có thể chúng ta sẽ làm chậm trễ trì hoãn cái chỉ định đặt nội quản và nó có thể ảnh hưởng đến cái triệu hậu sau này của người bệnh. Tuy nhiên, nếu chúng ta uh, muốn thử cái thở máy không xâm lấn cho người bệnh COVID-19 thì chúng ta có thể sẽ lựa chọn thở một áp lực dương liên tục hoặc là thở hai mức áp lực dương. Thì cái sử dụng công cụ của chúng ta là mặt nạ hoặc là face mask. Uh, nhiều cái khuyến cáo dù của hội sức hoa kỳ thì cho thấy không có sự khác biệt giữa việc sử dụng cái mặt nạ helmet là cái mặt nạ trùm nhưng mà cái nó bảo hiểm trùm hết nguyên cái đầu cho đến phần cổ và thứ hai sử dụng face mask thì là hoặc là cái mặt nạ úp mũi miệng hoặc là cái mặt nạ mà bao trùm hết luôn mặt của người bệnh khi thở nếp thì nhiều cái nghiên cứu hiện tại vẫn chưa thấy được cái sự khác biệt khi sử dụng hai cái loại mặt nạ này Tuy nhiên là về mặt an toàn hạn chế là nhiễm nếu chúng ta có điều kiện sử dụng cái mặt nạ dạng helmet thì tôi nghĩ vẫn tốt hơn. Đối với CPAP thì người ta sẽ cài đặt mức áp lực là 10 cm nước và FiO2 là 60%, đó là cài đặt ban đầu và sẽ tinh chỉnh tùy theo cái đáp ứng của người bệnh. Thứ hai nếu mà thở máy không xâm lấn mà hai mức áp lực thì thường thường cái này chỉ chỉ định cho các người bệnh có thêm cái nền là có cái bệnh lý hô hấp tính ví dụ đi chẳng hạn. Thứ hai nữa là khi sử dụng hai mức áp lực này thì cái nguy cơ tổn thương phổi liên quan thở máy nó cao do thường thường là cái thể tích khí lưu thông nó sẽ lớn và cài đặt ban đầu chúng ta thường thường cái mức mà áp lực hít vào là 12 đến 35 cm nước và cái mức áp lực uh, thở ra cái này nó cũng giống như pip ở trên vậy đó thì chúng ta sẽ cài đặt mức pip làm sao để mà cái hiệu số giữa hai mức áp lực hít vào thở ra này nó phải lớn bằng 8. đồng thời nó có thêm một cái là cài cái rise time là cái thời gian giúp cho cái uh, uh, thời gian cần để mà cái uh, đạt được cái áp lực đỉnh trong cái thiết vào. Vậy thì nếu mà rise time này chúng ta cài đặt nó sẽ giúp cái áp lực phế nang tăng từ từ, hạn chế tổn thương phổi áp lực. Thông thường có thể cài 25 30%. Và người ta nói rằng khi thở nếp, thời gian để chúng ta thử cho bệnh nhân xem có đáp ứng hay không, tối đa là một giờ. Nếu trong vòng một giờ mà bệnh nhân uh, không đáp ứng thì phải nhận biết ngay và chúng ta phải đặt nội quản sớm cho người bệnh còn nếu như uh, uh, sau một giờ chúng ta thấy người bệnh vẫn có thể có đáp ứng được tốt về thở êm, mức oxy đạt thì trong quá trình thở nếp chúng ta phải theo dõi rất là sát sao tại vì người bệnh có thể sẽ diễn tiến nặng hơn siêu hấp nặng hơn và cần đặt nội quản bất kỳ lúc nào uh, và như vậy uh, thì cái bài trình bày các cái thông số cài đặt máy thở cơ bản cho người bệnh covid ngày hôm nay chúng tôi đến đây là kết thúc thì uh, chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp thì quý đồng nghiệp có thể đặt câu hỏi với chương trình qua cái trang stygo com với cái mã cái tên là UMC yeah. xin cảm ơn tất cả quý đồng nghiệp